tôi xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình lại hướng dẫn một động tác đó gọi là đá ngửa. Đá ngửa trong nước ngoài gọi là flare nhá. Thì cái đá ngửa này bữa thì mình có hướng dẫn rồi, nhưng nó thì nó nói về sơ qua thôi, sơ qua về những động tác cần phải làm. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cực là chi tiết cho các bạn nhá. Để mà hướng dẫn chi tiết đấy thì các bạn cần phải khởi động trước này. Nè, các bạn nhớ là khởi động thật kỹ á. Mình thì không cần vẽ cho các bạn cách để khởi động, nhưng mà các bạn hãy tự khởi động đi, vì cái phần đó là ai cũng phải làm hết nhá. Còn phần hướng dẫn là phần của mình nhá. Rồi, đầu tiên này, cái này người như thế này. Đầu tiên ai mới lấy đà thì mình phải bỏ lên trên này sau đó quay xuống nhá. Khi cô cái chân phải đó rồi thì nên lượt như chân trái này, sát đồ này hả, chân trái sát đồ kết hợp lại đó nhé. Rồi đến cái đoạn đó nhé, là các bạn vẫn cứ treo cái chân trái lên như thế, sau đó các bạn đá mạnh cái chân phải vào nhé, và khi nó ra nó sẽ hiện lại. Ra thì nó sẽ được như thế này. Yeah. Bây giờ mình sẽ đá ngang ra khỏi sân. Đấy, thấy chưa? Đấy. Đó, thì cái phần đó nó cũng khá là đơn giản. Cái phần đấy các bạn chỉ cần tập một ngày là có cảm giác để ra rồi. Yeah. Còn bắt đầu thì cái phần này nó mới khó rồi. Qua đây rồi mà, cứ đá mãi luôn. Cứ thế. Đó. Em sẽ đá qua đây nha. Đấy, thấy chưa? Đó, cái phần đó là các bạn phải gồm cái tay trái lại. Đầu tiên các bạn tập ấy, các bạn nói là cái tay đầu tiên nên phải đá cái tay trái chứ, hiểu không? Nhưng không phải, nếu các bạn thường tay phải các bạn đá như vậy, hiểu không? Bạn thường tay phải. Đấy, đó là nếu các bạn thường tay phải, còn thường tay trái thì nó khác. Làm ngược lại không? Đấy, tập tay này xuống được đó. Rồi, muốn đi qua được cái đoạn này nhá, các bạn cần phải dơ cao cái đoạn này như thế này, dơ cao lên. Ngay sau đó khi ra như thế này, các bạn quét cái chân xuống, từ dơ cao quét xuống nhá. Còn cái chân này ra là nó thấp như thế này, tôi dơ lên cao. Đấy, thấy chưa? Đấy. Rồi, ta cái phần tiếp này. Đấy. À, muốn về này, giữ chắc cái đoạn này. Đấy, giữ chắc cái đoạn đó. Rồi, các bạn móc cái chân phải này. Thấy. Bây giờ mình sẽ làm một vòng nhé. Đấy, thấy chưa? Thì một vòng thì nó rất là đơn giản thôi. Cái bạn tập cỡ 10-15 này là các bạn có thể qua được một vòng. Nhá, còn đến vòng thứ một mà đến vòng thứ hai là nó rất là khó nhá. Nếu khó mấy thì các bạn cũng phải nên tập nhá, vì muốn thành công là các bạn cần ít nhất là 6 tháng để chuyển vòng nhá. Rồi xong cái đến đoạn này nhá, các bạn cố gắng, đầu tiên các bạn sẽ không thẳng chân được như thế đâu, các bạn co lại như thế này. Bây giờ mình sẽ đá cái kiểu các bạn co nhá, co lại nó chứ. Còn đây là đó,
các bạn không biết cách gì hết. Nè các bạn co như vậy để nó có phòng không? Đó, đưa các bạn như thế à? Cho đến khi thật là như rồi 10, 11, 12 vòng rồi gì ấy, các bạn bầu đơn, sau đó các bạn mới tập cho nó thật là thẳng và đẹp vòng nhé. Đầu tiên nhé, à, có một cái lưu ý khi các bạn mới vào đá là các bạn phải đá chân phải thật là sát cái mặt đấy, đừng có đá cao quá. Nếu các bạn đá cao quá thì các bạn sẽ không giữ được cái đá ngựa của mình nhé. Này, đầu tiên các bạn sửa này, sửa nha, sửa cho nên đứa cao à. Đây, hay à, cho nên đưa thật là cao à. Đó, đưa thật là cao à. Sau đó quét thật là mạnh về xuống dưới. Đó, và kết hợp với gông cái chân này cho nó thẳng. Đó, còn cái chân này thì nó ít khi cong. Đó, nhưng mà các bạn cũng cố gắng nó gông nó ra. Nhớ, rồi. Rồi cái phần nhiều vòng qua vòng 2 thì mình không hướng dẫn đâu, các bạn tự qua bằng chính sức lực của mình nhá. Còn mình nói về cách sửa cho nó đạt thôi. Nè, mình sẽ đá 5 vòng cho các bạn nhìn thấy nhá. Các bạn thấy đá phần đá người của mình như thế nào? Yeah. Mình phải tập luyện 6 tháng rồi đấy, nhưng mà vẫn chưa đạt đâu. Mình còn phải tập luyện thêm nữa. Rồi, thì video hướng dẫn của mình là kết thúc. Các bạn hãy xem, các bạn nhấn like comment để ủng hộ mình nhé. Yeah.